Xin chào các bạn, chào mừng là các bạn lại trở lại với kênh của Hải Supercar trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đầu tiên, trước khi vào video thì mình cũng xin gửi lời thăm hỏi đến tất cả anh em và chúc anh em một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì cũng như thường lệ, mình cũng vẫn chế tạo con siêu xe, và mỗi một ngày và mỗi một phiên live thì mình lại có mỗi một nội dung khác nhau. Thì nội dung ngày hôm nay á, thì mình là đang triển khai là thực hiện là chế tạo và cũng như là phục hồi lại các thiết bị mà của con siêu xe Nissan này. Nó đã hơn 30 năm, thì đến ngày hôm nay thì nó cũng đã rất là cũ, và mình cũng đã tháo và phục hồi lại nó trở thành một cái thiết bị phụ tùng ở trong một con xe Nissan này. Nó được hồi sinh lại và mới để chúng ta có thể là hoạt động trong một chiếc siêu xe mới, để nó được trơn tru và hiệu quả hơn anh em nhé. Thì đầu tiên video thì mình cũng xin tất cả mọi người xem like, xem video của mình thì hãy cho mình một like, một tim, một chia sẻ. Đó là một nguồn động lực để mình có được những các video cũng như là có được cái sự tương tác của kênh YouTube, để mình có cái nguồn đầu tiên ta có động lực trước đi, rồi là để mình phát triển tốt hơn trong tương lai và sẽ hoàn thiện chiếc siêu xe này nhanh nhất có thể trong một ngày gần nhất anh em nhé. Và bây giờ mình cũng không vòng vo nhiều, thì ngày hôm nay chúng ta đi đến cái nội dung là tôi sẽ phục hồi lại tất cả các thiết bị này. Đấy, thì mình cũng đã cân chỉnh cũng như là vệ sinh nó được sạch sẽ rồi, và mình cũng đã sơn cho nó một lớp sơn lót nền rất là bền và rất là bóng đẹp. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng cái màu sơn, tức là màu đen đó, mình sẽ sơn lại cho nó một lớp sơn nữa để cho nó hoàn mỹ và hoàn thiện cái phần này này. Cái đây là cái dàn của quạt, cái quạt dàn nóng và quạt của điều hòa. Đấy, thì mình đã tháo những các thiết bị nó rời hết ra ngoài, và két nước thì mình cũng đã tháo ra để sơn cho nó lại mọi chi tiết nhá. Và mình sẽ tách nền trong video ngày hôm nay, mình sẽ tách nền cho các cái bộ phận này luôn để cho nó được trông nó được mới và xịn sò anh em ạ. Rồi, thì bây giờ mình cũng không vòng vo và nói nhiều, mình sẽ bước vào là dùng sơn và sơn cho nó một cái màu đen đẹp nhất anh em ạ. Và anh em xem video nhá, mình đi làm đây. Mình sẽ dùng một cái màu sơn đen. Sơn này thì nó rất là bền và rất là bóng. Thì các thiết bị này thì mình nên cho nó một cái màu bóng để cho nó được đẹp. Lúc là sáng nay thì mình cũng có tính định là sơn cho nó một cái màu như là màu đen mà đen nhám, nhưng mà mình nghĩ là cái màu đen nhám nó sẽ rất là bẩn, nó không được đẹp, nó dễ bám bụi, bám đất, nên là mình không sơn nhám nữa, mình sẽ sơn màu này là màu sơn bóng nha, màu đen bóng.
ok anh em. Vậy là nó đã có một lớp sơn màu đen, và đây chỉ là một lớp sơn đầu tiên nhá. Nó sẽ còn rất nhiều lớp sơn khác để phủ thêm cho nó một hai lớp sơn lên nữa, thì cho nó có độ dày và nó săn chắc. Cái sơn này là mình càng sơn nó càng dày và nó sẽ càng thể hiện cái độ rắn và săn chắc lên. Chứ sơn mỏng thì thứ nhất là không đẹp, và thứ hai là nó không săn chắc được. Bởi vì cái sơn này sơn nó được đông kết mà, nên là nó có một lớp đông kết dày thì nó sẽ bền hơn và trông nó xịn sò. Đấy, bây giờ mình chỉ chờ khoảng lớp sơn đầu tiên và lớp sơn thứ hai thì từ 5 đến 10 phút thôi, nhưng có thể là không đến. Bởi vì là nhiệt độ ngày hôm nay thì nó cũng không nắng nhưng mà nhiệt độ nó rất cao. Cho nên là nó sẽ nhanh rắn cái phần này, chứ không như ngày mưa. Ngày mà trời mưa và nhiệt độ thấp thì mình phun nó cần phải thời gian cách nhau mỗi lớp sơn nó phải hơi dài một chút. Nhưng là hôm nay thì mình không cần, cần tầm khoảng 3-4 phút là mình sơn lại lớp khác là ok rồi. Để tránh cái tình trạng là nó thiếu sót thì mình sẽ đổi hướng và sơn lại thành màu khác cho nó. Anh em xem video thì cho mình một like, một tim, một chia sẻ, một lượt follow cho anh em nhé. Để chúng ta còn nhiều những cái video nó sẽ ngoài sự mong đợi của chúng ta, và nó có những cái nội dung nó hấp dẫn và hay hơn. Cái phần này là của mình là đang luẩn quẩn, nó cũng chưa có được rõ ràng trong một cái nội dung nào cụ thể. Mình hy vọng là trong các mấy cái mục nhỏ nhỏ này, lúc xe mà đã lăn bánh được, hoạt động bình thường, thì mình nghĩ là lúc đấy là những cái công đoạn hay là công đoạn gấp rút rồi. Và nó rất là hay đấy anh em ạ. Anh em chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cho Hải Supercar và chúng ta theo dõi các phần tiếp theo được tốt hơn nhé. Cảm ơn tất cả anh em đang xem video của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của Hải Supercar. Ok anh em, vậy là nó chắc là nó cũng đã khô rồi đấy. Cái này nó rất là nhanh, khô rồi. Mình sẽ tiếp tục cho nó một lớp sơn tiếp theo. Mình rất quan tâm các ngóc ngách của nó nha. Ngóc ngách của nó mình cần phải triển khai sơn cho nó nhiều lớp, cho nó chín sâu một chút, để nó còn lấp kín được các cái giáp lai. Nguyên nhân mà để mà nó nhanh hỏng thiết bị là do tất cả các cái ngóc ngách trong giáp lai này, nếu mà nó mà không được phủ kín thì nó bắt nguồn là nó dị xét từ đó ra. Cho nên mình rất quan trọng cái vấn đề đấy. Cháu đi học về hả? Thank you.
Ở trên tay mình là hai cái động cơ để lắp vào đây này. Thì mình cũng sơn nó thành màu đen luôn. Nó thành màu đen luôn. Màu đen bóng rất là xịn. Cái phần này là nó nằm ở bên dưới sát đất, cho nên là mình phải sơn một lớp sơn bóng cho nó dày dày một chút để khi bụi nó bám vào nó dễ bong nhé. Để tránh cái xe nó là nó là cái động cơ anh em, động cơ 12V. Cái này mình cũng sơn màu đen hết luôn cho nó khỏe khoắn.
Bây giờ đến cái phần cái cánh quạt này. Mình sẽ tạo nó một cái điểm nhấn, tức là mình sẽ sơn nó một cái màu đỏ. Màu đỏ để tạo điểm nhấn nhá, cho nó hay hay một chút. Thì cũng như các cái thiết bị trước là mình cũng vẫn dùng cái sơn xịt này. Sơn xịt này thì nó chỉ là cái sơn màu thôi, nhưng thực chất thì nó bền cái sơn đó. Là cái màu lót nó là cái bền rồi, nó một cái màu rất là bền đấy, cho nên là cái màu này nó chỉ nằm làm màu thôi, và tôi sẽ phủ cho nó thêm một cái lớp bóng để nó bảo vệ cái lớp màu và nó sẽ bền được lâu. Cái này là mình chỉ tạo màu nha anh em nhé, tạo điểm nhấn nha.
vừa mới đủ sơn được hai cái mặt là cánh quạt này, cái là vừa hết ống sơn luôn. Rất may, chung là mình chỉ cần sơn cái mặt này thôi, mặt trong không cần, trong nó nằm ở bên trong cái kia rồi không thấy này. Không cần, mình chỉ cần cái màu này thôi. Nói chung là tạo cho nó một cái điểm nhấn như là điên đổ một chút cho nó thể thao thôi, chứ còn cũng không có cái ý đồ gì cả, mục đích chỉ là cho nó đẹp. Đó là cái cá nhân riêng đối với mình nhá, cá nhân riêng của mình đối với mình là mình thấy nó đẹp và mình thích. Còn có thể anh em không thích thì điều đó là tất nhiên rồi, không thể không nói là cái gì nó cũng đẹp ở trên đời này á. Theo mình nghĩ á, thì bất kỳ một cái gì thì nó đều là có điểm, có một mặt trái một mặt phải, có người này người kia. Tôi thì với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy như thế là tôi thích làm và thấy nó cũng đẹp. Còn với cái cá nhân của mọi người thì quan điểm riêng thì nó không giống nhau, đúng không? Nói chung là cái cơ bản thì mình lên cái màu sơn cho cái này ạ, là đầu tiên thì để giữ cho nó một cái thiết bị cho nó bền và cho nó mới lại. Đấy, cho nên mình chỉ có phối hợp hai cái màu này để cho nó khi mình lắp vào động cơ nó có một cái màu đen đỏ, là nó một cái điểm nhấn để cho nó mạnh mẽ trong cái các cái loại, là nó mạnh mẽ trong cái siêu xe. Đấy, siêu xe thì lúc nào phải mạnh, đúng không anh các bạn? Siêu xe thì hoàn toàn mọi thứ đều phải là mạnh mẽ, cũng như là cái hệ thống sóc sau của mình. Đúng ra nếu như mình không tận dụng các cái thiết bị này thì mình sẽ tạo cho nó một cái hệ thống treo nó khác đi. Nhưng mà mình thôi, cái gì mà của nó thì mình cứ phải lấy từ đó ra mình làm, và mình quan trọng là mình thiết kế làm sao để cho nó phù hợp lại được. Trước đây thì cái sóc đó nó là các bạn biết rồi, sóc là nó đứng là theo cái chiều đứng thẳng nha, chứ nó không có nghiêng này đâu. Nhưng mà đã được mình tác chế ra, biên chế ra, biến hóa ra, nó bây giờ nó hơi nào nhưng nó vẫn có độ nhún, vẫn có độ ổn định, nó vẫn giữ được cái ổn định và nó nhún vẫn ok nhá. Tức là mình cũng đã thử nhún rồi nhưng mà chưa chạy thôi, mới chỉ là đứng lên trên đó, dùng hai người đứng lên nhún lên nhún xuống thì thấy nó độ nảy bật của nó rất tốt. Và tại vì sao mình phải chế cho nó nghiêng ra, bởi vì cái bánh của cái xe này này, bánh anh em nhìn, cái lốp này thì sau này nó mình phải thay cái lốp này, chứ mình không dùng cái lốp này bởi vì là nó rất là bé, đúng không? Cái lốp của con siêu xe ở phía sau là nó phải dày, nó hình như là nó là bản của nó phải là 395 385 395 nhỉ, mình nói chung mình thấy to lắm. Nó giống như cái lốp xe của con Lắc A, VinFast Lắc A. Mình rất thích cái bánh sau nó phải bự, trông nó thể thao lắm. Cho nên là mình phải nghiêng, mình phải bắt buộc mình phải chế cái sóc nó nghiêng vào để cho có độ nó dư ra còn tầm 7 phần. Sau này mình nới cái lốp ra, lốp nó to ra là nó sẽ nhìn nó bự ra, thì nó mới có đủ diện tích để nó nằm ở trong cái vị trí đấy. Đấy. Nói chung là hoàn toàn là đều phải chế tác, mình phải tự chế tác và tận dụng cái thứ mình đang có để mình làm. Chứ mình cũng chưa, nói thật với anh em là chưa có nhiều tiền để có thể làm ra được những cái thứ nó xịn sò này, mình chưa có đủ tiền để làm nhá. Rồi, nhưng mà mình tin chắc là cái con xe này là nó là một tác phẩm và nó là một siêu phẩm. Nó phải hoàn toàn phải là độc, nó phải lạ, nó phải mới mẻ, nó phải hoàn toàn là kết cấu nó cũng phải là khác với những chiếc xe bình thường. Nếu như mình đây cũng là được thể mình rẻ nó phép thôi, thì nếu như mà
thiết kế giống như của con Ferrari và con Lamborghini ấy, thì nó cũng đơn giản tại vì mình cũng đã làm rồi, cái đó chỉ cần đầu tư ra, thêm tiền đầu tư vào là làm ok. Nhưng mà đây mình muốn tận dụng những cái thứ mà của con Nissan để lại mình làm sao để nó phù hợp. Cái thứ hai là cái con xe này là mình muốn nó phát triển, phát triển sau này là mình sẽ mở được mui nhá, mình mở được mui. Nhưng mà cái mui ở đây á, nó đặc biệt là ở cái chỗ là mình đang thiết kế cho nó là cái mui của nó là phải là cái mui nó mở bằng tự động, bằng điện tự động hết, chứ không giống như của Lamborghini hoặc là Ferrari hoặc là của con Unitec ấy, là phải dùng tay để nâng cái nắp ra. Nhưng đây là mình sau này mình sẽ tạo một cái mui nó cái dạng là dạng cuộn, nó cuộn đằng sau được đấy. Và cái cách mở mui của mình mình cũng đã nghiên cứu và chế cho nó một cái cách mở mui nó cũng lạ luôn, cũng không 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 giống những cái mấy con xe cứ nâng cái này lên xong là khép lại là úp lại, mình không. Đây mình chế tạo khác hết, mình đã nghiên cứu ra cái hệ thống bản trượt rồi, là mình sẽ khi mình ráp vào trong cái bộ khung này là mình sẽ tạo cái phần đấy. Đấy, các bạn hãy đón xem các cái video này nhé. Lý do là tại sao mình cứ mỗi một video mình lại muốn các bạn quan tâm, các bạn chia sẻ, các bạn follow kênh, là để mình, mục đích của mình là mình muốn truyền tải cái nội dung cũng như là các cái siêu phẩm, các cái nói chung là nội dung đi về con xe này cho các bạn xem thôi. Và nó nếu mà mình follow kênh thì nó sẽ video nó sẽ đến với mình sớm nhất. Đó là mục đích của mình như vậy. Thứ hai là xây dựng cái kênh để cho mình có một cái cộng đồng lớn để mình phát triển thôi anh em nhá. Nếu anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh đi và cho mình một like, một tim, một chia sẻ để chúng ta là người một nhà nhá anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của mình và sẽ hẹn mọi người lại cái video tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Mình sẽ có một cái video nó chín chua và được được cắt ghép và được tạo thành một cái video nó có nội dung từ đầu đến đuôi anh em nhé. Anh em phải đón xem video. Và đêm nay sẽ có bóng đá nè, nên là mình sẽ thay đổi cái thời gian mình đăng video á. Thời gian mình đăng video bây giờ là mình đăng từ 7 giờ tối, mình sẽ đăng 7 giờ tối, và buổi trưa thì mình sẽ đăng vào những thứ bắt đầu từ thứ sáu đến chủ nhật là mình sẽ đăng vào lúc 10 giờ đến 11 giờ là mình đăng hai cái thời gian mà mình đăng video anh em nhé. Anh em đăng ký kênh và theo dõi các nội dung mà Hải Supercar truyền tải lên để chúng ta kịp theo dõi nội dung này. Mình tin chắc nó sẽ có cái để cho mình phải cần xem. Và chúc anh em một ngày tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và mình xin xuống like tại đây. Tại vì like thì mình cũng sơn xong rồi, không còn gì để nói cả. Và sẽ hẹn anh em video tiếp theo chiều nay. Chúng ta sẽ gặp nhau. Bye bye anh em.